Hello tất cả các anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip về kiến thức về Word để chia sẻ cho anh em. Trước thì mình cũng làm clip về Yonex quá nhiều rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hãng cầu lông Lightning. Hãng cầu lông Lightning thì cũng đâu có xa lạ với anh em cầu lông chúng ta đúng không anh em? Mình thì mình hỏi khoảng 10 bạn chơi cầu lông thì hình như là 9 bạn đã biết về cái hãng Lightning này. Đây là một hãng cầu lông bên Trung Quốc các bạn nha. Nhiều anh em sẽ nói cái hãng cầu lông Trung Quốc thì chắc là bán chắc là kiểu giống như là kém chất lượng lắm, rồi dễ hư hỏng hay gì đó, nhưng thực tế thì không phải vậy các bạn nha. Hãng cầu lông Lightning cũng là một hãng rất là uy tín và chất lượng, và cái chế độ hành của nó cũng rất là tuyệt vời. Hiện nay thì mình thấy rằng màu sắc của những sản phẩm Lightning về cầu lông thì rất là bắt mắt và được nhiều anh em cầu lông lựa chọn. Hãng cầu lông Lightning thì rất là nhiều các cái dòng vợt các bạn ha, nhìn mà vợt của Lightning là mình nhìn choáng luôn, mình nhìn muốn tẩu quả nhập ma luôn, nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà mình xin điểm qua những cái dòng vợt mà làm nên tên tuổi lớn cho cái hãng cầu lông Lightning. Thì đầu tiên thì đó là mình nghĩ rằng là nhiều anh em quan tâm đến cái dòng vợt nó thiên về sự chuẩn nè, mạnh nè, thì đó chính là dòng Calibre. Tính cũ của cái dòng Calibre này là nó là như 3D Break Free thì sao thì phải các bạn đó. Cái ưu điểm của nó đương nhiên các bạn nghe là các bạn biết rồi, nó thiên về cái sự mạnh nè, chuẩn nè. Dòng này thích hợp cho anh em nào quýnh đơn hoặc là quýnh theo kiểu lối đánh mà mạnh mẽ táo bạo á các bạn. Những cái vợt mà làm nên tên tuổi cho cái dòng này, Calibre 900B, cái tên cũ của nó là N90 4 La Mã thì phải, gắn liền với Mohamed Asad. Đây là một tay đập rất là mạnh các bạn ha. Trên lông thì có thời gian là đánh cây Calibre 900C là hình như Tambo Hong các bạn ha. Đó, đó những cây vợt mà rất là tiêu biểu của cái dòng vợt Calibre này. Aeronas, đây là dòng thứ hai mình muốn giới thiệu cho anh em. Đây trên tay mình có một cây đây sao các bạn. Đây, cái dòng này thì nó có một cái rãnh thoát khí đây các bạn ạ. Cái vợt mà nó làm cái này thì mình thấy cũng khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Đây là một cái dòng mà cũ, tên cũ của nó là hình như là Airstream đó các bạn. Đây là một dòng vợt nó thiên về vấn đề là nhanh. Các bạn nhìn vô rãnh thoát khí là các bạn cũng biết rằng là mục đích của cây vợt này là nó muốn tốc độ rồi. Nên là đây là một dòng vợt nhanh, chuẩn các bạn ha. Đây là một cái dòng vợt nó sẽ phù hợp với người nào có cái lối đánh gọi là thích kiểm soát cây vợt và đánh nhanh đó các bạn. Thì nhiều anh em chắc mình nghĩ rằng anh em sẽ thích quýnh đôi đối với những cây vợt này nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ điểm qua một số các cây vợt mà làm nên tên tuổi cho cái dòng Aeronaut này các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến cây 9000C. Cây này mình biết rằng nhiều bạn đang săn lùng và mua rất là nhiều cái cây 9000C này. Những tuyển thủ đang đánh những cái vợt này thì gồm có là Yang Siwei các bạn ha, của China, rồi Watanabe của Nhật Bản. Cái vận động viên Watanabe thì này quýnh đôi nam nữ hay đôi nam mình thấy cũng đều rất là hay, nhỏ con rất là nhanh. Mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích cái lối đánh này và sẽ mua cây vợt này. Cây vợt đó quýnh đôi rất là ok anh em nha, cũng rất là tuyệt vời. Rồi xét tới nha, cây vợt khác thấp hơn thì có cây 7000B là Lee Jun Hui đang đánh các bạn ha. Đó thì mình điểm qua những cái cây vợt như vậy làm nên tên tuổi cho cái dòng Aeronaut này. Rồi dòng vợt tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là dòng Turbo Changing các bạn ha. Đây trên tay mình cũng có một cây Turbo Changing 20, cây này dòng thấp các bạn. Thì cái dòng vợt này thì các bạn sẽ thấy được cái vành vợt của nó rất là mỏng mảnh các bạn ha. Thì cái lý do làm mỏng mảnh như thế này thì các bạn cũng hiểu là sẽ giúp cho cái vợt chúng ta nó sẽ nhanh hơn các bạn ha. Cây vợt này thì nó sẽ theo cái lối đánh dành cho những người nào anh em nào thích lối đánh là nhanh, nhanh mạnh các bạn. Dòng này thì thích hợp cho anh em nào quýnh chuyên về đôi, quýnh nhanh, quýnh kiểu phản tạc, tỳ đè, quýnh kiểu đó thì rất là ok trong quýnh đôi. Thì những anh em nào quýnh đôi thường sử dụng những cái dòng vợt Turbo Changing này. Cây vợt đã làm nên tên tuổi cho cái dòng Turbo Changing này các bạn ha. Đầu tiên đó chính là đơn nữ Ấn Độ Sindhu, rồi đôi nam nữ thì có Jordan các bạn ha. Rồi cây 70 đó là Giang Nang đang quýnh. Giang Nang quýnh các bạn cũng biết vận động viên Giang Nang đúng không? Quýnh đôi nam nữ cũng rất là hay, quýnh đôi nam cũng hay nữa các bạn ha. Kiểu lối đánh nó gần giống như Watanabe vậy đó các bạn. Thì mình xin điểm qua những cái vợt rất là nổi tiếng để cho anh em biết. Ngoài ba cái dòng rất là nổi tiếng mà mình chia sẻ cho anh em vừa rồi á thì còn rất là nhiều các cái dòng khác mà Lightning làm ra, giống như là Windstorm này các bạn này, rồi Air Force này, Tectonic này, rồi Ultra Carbon là những cái dòng nhẹ, rồi rất là nhiều dòng các bạn ạ. Dòng cũ nó cũng còn giống như Works, Flame rồi, rất là nhiều dòng.
Nhưng mà nổi tiếng thì mình chỉ thấy có ba cái dòng đó là hiện tại đang nổi tiếng và nhiều anh em sử dụng và mua những cái vợt đó rất là nhiều. Thì mình chia sẻ như vậy thôi. Cái ký hiệu của Lightning thì nó sẽ khác với lại bên Yonex tí xíu các bạn nha. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, chúng ta sẽ cho coi các bạn coi. Đó, các bạn thấy có chữ S1 không? À. Thì S1 này là cái ký hiệu về cán cầm của Lightning. Nó khác với bên Yonex. Yonex chúng ta sẽ ký hiệu cái cán cầm của nó là G các bạn ha. Thì còn Lightning của chúng ta nó sẽ là S, S1 là nhỏ nhất, S2 là cán cầm lớn hơn, S3 cán cầm lớn hơn nữa, chẳng hạn như vậy. Thì thường thì mình thấy là các bạn mua đa phần là S1 là chủ yếu. Về trọng lượng của vợt thì Lightning ký hiệu nó hơi ngược với lại bên Yonex. Yonex thì ký hiệu giờ ví dụ như là 4U, 5U chẳng hạn vậy các bạn ha. Còn bên Lightning thì nó sẽ ký hiệu bằng chữ W. W1 chính là 5U các bạn ha. Xong rồi W2 thì nó sẽ là 4U, W3 nó sẽ là 3U các bạn ha. Đó thì thường chúng ta sẽ mua cái dòng là khoảng W2 thôi. Đó là ok là 4U. Còn những anh em nào mà tay khỏe thì chúng ta sẽ sử dụng W3. Đó, nó hơi ngược lại với lại bên Yonex tí xíu như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần code của vợt nha các bạn nha. Tại sao mà vợt Việt Nam chúng ta lại không có code? Vợt nội địa của bên Trung Quốc lại có code. Rồi ngoài ra một cái phiên bản nữa đó là phiên bản của vận động viên. Thì anh em chúng ta đang bàn tán với nhau rất là nhiều và tranh luận với nhau rất là nhiều về cái vấn đề Lightning này. Và mình cũng đi hỏi những anh em bên Trung Quốc rất là nhiều. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho anh em về trên cái sự hiểu biết của mình nha các bạn nha. Rồi về vấn đề về phân loại dòng vợt thì mình cũng xin phân ra làm 3 loại như vậy. Thứ nhất là vợt vận động viên. Và thứ hai đó chính là cây vợt ở nội địa ở bên Trung Quốc. Thứ ba nữa đó là vợt quốc tế. Cái vợt vận động viên thì nó có khác biệt gì so với lại cây vợt những cây vợt thương mại hoặc những cái vợt nội địa hay không? Mình xin thưa với anh em thực tế là nó cũng có khác biệt đấy các bạn. Tại vì cái vợt làm cho vận động viên nó đòi hỏi sự chính xác chuẩn và làm riêng cho vận động viên đó, nên là thực tế là nó đòi hỏi sự chính xác rất là cao. Và nó khác biệt so với những cái vợt khác là nó trên cái phần cái chụp cán mũ của vợt á, nó sẽ có thêm một cái phần gọi là cái khắc, đó là cái khắc giống như là khắc logo Lightning lên đấy các bạn. Đợt trước thì cũng có một chuyên gia đăng lưới của Lightning, họ đi đánh giải Open Việt Nam chúng ta đó, nhưng mà không có máy đan nên họ qua shop bên mình và mượn cái máy đan của bên mình. Thì mình cũng có nhường máy đan cho họ và mình cũng có xem những cái cây vợt của vận động viên, nó có sự khác biệt rất là lớn các bạn ha. Đó là về phiên bản vận động viên các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói phiên bản nội địa là phiên bản không có tem bảo hành sách tay của bên Trung Quốc qua. Vấn đề về bảo hành thì nó sẽ được sử dụng cái tem cạo này nè các bạn này. Cạo ra, check code ở trên cái địa chỉ website này. Mình thấy là có một số cái sản phẩm mới về check màu nữa các bạn. Đó. Ví dụ thường như anh em nào mà mua giờ Lightning thì vui lòng giữ lại code này nè. Để gửi cho người ta thì người ta check nó dễ dàng hơn, thật giả hơn các bạn ha. Chứ các bạn mà dục cái phần này đi rồi thì mai mốt mà check lại nó khó lắm anh em. Nội địa thì nó có khắc code nha các bạn. Ngoài cái mã ba số ở đây này, ba cái chữ số đó là nó cái mã riêng của vợt thôi các bạn. Thì vợt nào nó cũng sẽ có cái mã riêng đó. Rồi thêm cái dòng S1, S2 là cái tay cán cầm cái vợt thôi. Còn lại thì bên này hàng nội địa nó sẽ có thêm phần code nữa các bạn. Đây, cái này thì nó liên quan đến cái quy trình sản xuất của bên Lightning. Nó có 382 công đoạn sản xuất ra cây vợt Lightning này và 17 cái khâu kiểm tra ngẫu nhiên mới cây vợt của chúng ta mới đến tay người dùng được các bạn nha. Thì rất là nhiều công đoạn, kỳ công lắm. Làm cây vợt nó không có đơn giản đâu anh em ạ. Nhưng mà bên Lightning á thì nó không phải giống như bên Yonex, thì cùng là một nhà máy sản xuất ra thôi. Nhưng mà bên Yonex thì là sẽ sản xuất ra cây vợt, xong đó thì tất cả các nước họ đặt hàng đánh cái mã riêng cho người ta. Còn bên Trung Quốc thì họ sẽ giao cho các đại lý đặt hàng. Thì khi mà đại lý đặt hàng các bạn ạ, đại lý họ đặt hàng thì họ sẽ có một cái mã riêng của đại lý đó để người ta kiểm soát ở trong nước. Thì chính là cái mã code này. Đây các bạn thấy không? Cái mã code này thì đầu tiên 5 cái số đầu tiên là các bạn sẽ đại diện cho cái đại lý cửa hàng đó. Ba cái chữ tiếp theo chính là cái ngày sản xuất các bạn, và cái này cái thể hiện cái vấn đề ngày sản xuất như thế nào thì mình cũng chưa hiểu lắm. Bốn cái số cuối
chính là cái số series của giờ các bạn ha, số series của giờ. Nhìn vào đó thì sẽ biết được đại lý nào phân phối cái mặt hàng này và ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái vấn đề đó. Rồi chúng ta sẽ bước qua cái phần gọi là cái hàng mà hàng anh em hay gọi là hàng quốc tế. Hàng này thì là đặt theo đơn hàng của các nước nên là họ không cần cái mã đó để kiểm soát các bạn ha. Nên là trên cái giờ của chúng ta sẽ không có cái mã code. Rồi, đi tới một cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nhiều anh em cũng đang rất là quan tâm. Hỏi một câu là anh ơi, cái hàng nội địa nó có ngon hơn hàng quốc tế không? Bên chỗ Yonex đó, bên hãng á, thì mình cũng hỏi cái vấn đề là giữa dợt GB hàng Nhật á với lại hàng của bên thế giới thì nó có khác biệt gì không? Thì bên họ nói là chung một nhà máy thì họ sản xuất chất lượng như nhau, nó không có sự thay đổi gì ở các nước cả. Và mình cũng có làm một clip phân biệt và cologne GB SB gì đó đó các bạn này coi đây nè. Nhưng mà đối với mặt hàng của Li-Ning thì mình cũng không hiểu sao nha. Mình cũng tham khảo ý kiến của những anh em bên Trung Quốc, rồi những ý kiến của những anh em ở tại Việt Nam và đã từng đi qua Trung Quốc để theo dõi công đoạn công trình của Li-Ning. Cái này thì mình cũng không phải là mình dìm hàng Việt Nam chúng ta đâu anh em nha, mà cái này thì do người ta thực tế ta nói lại với lại một số anh em bên Việt Nam qua thì người ta nhìn nhận thì có chia sẻ về cái hàng nội địa nó như thế này. Do là vấn đề hàng nội địa, họ sản xuất tại nước của họ nên là chi phí vận chuyển đồ nó cũng rất là rẻ, nên vì vậy mà họ muốn là cho hàng của họ chất lượng hơn. Thì các bạn cũng biết một quy trình để làm nên cái vợt là có 382 công đoạn để sản xuất cho cái vợt Li-Ning này và 17 cái công đoạn kiểm tra ngẫu nhiên, tức là lượm một cái vợt nào đó kiểm tra ngẫu nhiên thôi các bạn. Nhưng mà thay vì vấn đề đó thì bên Trung Quốc người ta, những cái đại lý mà đặt hàng người ta mới yêu cầu bên hãng anh kiểm tra hết tất cả các cái vợt cho tôi, có chi phí có thể cao hơn tí xíu nhưng mà tôi muốn cái hàng của tôi chất lượng. Nên chính vì vậy mà mỗi cái vợt của Li-Ning bên hàng nội địa đó, người ta chấp nhận người ta bảo hành 6 tháng cho các bạn. Một cái vợt bảo hành 6 tháng nha anh em. Nhưng mà những cái phiên bản quốc tế thì họ vẫn do là chi phí vận chuyển của họ xa nữa. Chi phí nếu mà thêm cái công đoạn 17 công đoạn kia mà cái vợt nào cũng kiểm tra nó sẽ đội chi phí lên. Họ vẫn giữ theo cái cách kinh doanh truyền thống của Li-Ning sản xuất ra là kiểm tra ngẫu nhiên thôi, chứ họ không yêu cầu là phải kiểm tra từng cây. Mình cũng thấy rằng là việc bảo hành của cái vợt Li-Ning của tại Việt Nam chúng ta thì hình như bảo hành chỉ có khoảng 2 tháng thôi đó, nên không bảo hành lâu giống như bên Trung Quốc được. Cái đấy là cái câu chuyện của người bên Trung Quốc họ nói, và một số anh em Việt Nam chúng ta đi qua bên đó có tham khảo. Thì chính vì vậy mà cho rằng là cái hàng nội địa nó sẽ ít sai số hơn, nó sẽ chất lượng nó sẽ tốt hơn, vì vậy người ta mới dám bảo hành 6 tháng. Nhưng mà theo mình thì nó cũng không chênh lệch đến gọi là mức ghê gớm đâu, tại vì vợt mà kêu đúc từ một khuôn thì nó cũng sai lệch nó vừa phải thôi, chứ không thể nào nói mà kêu sai lệch nhiều được đó. Nên là anh em yên tâm, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái hàng Việt Nam chúng ta cũng rất là bình thường anh em nha. Nên đừng có đặt nặng vấn đề là hàng quốc tế, hàng nội địa quá. Tại vì nhiều anh em thích sự hoàn thiện, thích cái gì đó nó thật sự tốt, thì những anh em có điều kiện kinh tế thì anh em cứ mua. Còn những anh em nào mà theo như mình không đặt nặng cái vấn đề về chất lượng quá, đòi hỏi một cách hoàn hảo, thì chúng ta cũng có thể mua những cây Việt Nam để giá chúng ta nó tương đối rẻ hơn một tí xíu anh em nha. Đó, thì giống như cái phiên bản của vận động viên đòi hỏi nó phải sự chính xác tuyệt đối, thì họ sản xuất riêng cho chính vận động viên đó thôi. Các bạn nghĩ sao, nhà máy mà chỉ sản xuất cho một cây vợt, cho một ông nào đó đánh thôi, một vận động viên nào đó đánh, thì các bạn cũng biết là người ta phải làm rất là kỹ, làm chuẩn, là lý do như vậy các bạn ha. Đó thì một số cái sự chia sẻ nhỏ nhỏ về hãng cầu lông Li-Ning và một số thắc mắc của anh em hiện tại đang ở trên chợ cầu lông thì mình cũng chia sẻ như vậy. Còn quan điểm của anh em như thế nào thì anh em hãy cứ đóng góp comment phía dưới nhé. Rồi các bạn hãy thấy clip mình hay thì hãy subscribe ủng hộ kênh cho mình. Hẹn anh em ở clip sau.